để giúp 129 hộ dân tại hai khu dân cư tổ 12 và 13 của ấp Phước Tân yên tâm cách ly phòng dịch. Xã Phước Tỉnh đã thành lập một tổ hậu cần gồm 15 thành viên, với lực lượng chính là hội viên phụ nữ xã cùng các tổ COVID cộng đồng, tiến hành thu thập thông tin về nhu cầu của người dân bằng phiếu, sau đó tiến hành mua sắm, cung cấp cho người dân. Thì chúng tôi tổng hợp qua cái tổ giám sát cộng đồng, tổng hợp ra ngoài, qua Zalo hoặc qua Messenger, nói chung là qua mạng. Thì chúng tôi tổng hợp lại và cung cấp đầy đủ cái số lương thực cho người dân đảm bảo trong một ngày. Thì ngày hôm qua là cái số lượng mà lương thực người dân cần cung cấp rất là nhiều. Chúng tôi đã phát vô tận người dân qua các hệ thống cách ly và đảm bảo theo cái 5K. Tổ COVID cộng đồng chúng tôi thì nói chung là cũng giúp đỡ người dân một phần nào đó về các cái nhu yếu thiết phẩm khi người dân người ta cần thì chúng tôi hết sức là phải nói quan tâm lo cho người dân về sức khỏe và về cái ăn uống hàng ngày. Hàng ngày, các nhu yếu phẩm gồm lương thực, thực phẩm, trang thiết bị thiết yếu trong cuộc sống được tập kết tại 4 chốt kiểm soát và đưa cho người dân vào 2 thời điểm là 9 giờ và 16 giờ. Người dân sẽ lần lượt đến các chốt nhận và tuân thủ đúng theo quy định về phòng chống dịch. Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 6, tổ hậu cần đã giúp cho người dân mua sắm hàng tấn lương thực, thực phẩm. Ngoài ra, địa phương cũng đã vận động mạnh thường quân trao tặng gần 100 phần quà trị giá gần 20 triệu đồng cùng nhiều thực phẩm khác cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Điều này đã giúp cho người dân trong khu vực phong tỏa yên tâm chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Là mới hôm qua là ngày đầu là cũng có hỗ trợ rồi, là bà con cũng an tâm rồi, được phần nào rồi. Cũng có mạnh thường quân có hỗ trợ và cũng lãnh được gạo và mì. Đấy. Rồi trong đây là cũng an tâm rồi. Huyện Long Điền cũng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, xe tuyên truyền lưu động về công tác phòng chống dịch, kêu gọi người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng. Khuyến cáo những người từng tiếp xúc có liên quan đến ca bệnh, nhanh chóng cung cấp thông tin đến ngành chức năng và chính quyền địa phương để ngăn chặn dịch lây lan. Nói chung cùng là ở đây loa phóng thanh là phát thanh từ sáng rồi trưa, chiều, nói chung ngày ba cử mà như dịch này thì có khi là cả ngày. Nên là mình nói cho cùng là ở nhà trong vòng 24/24 là trong vòng thời gian cách ly này là mình nên ở trong nhà, không đi đâu ra khỏi nhà hết. Vì sao mình nói sợ cũng chợ ảnh hưởng vì trong đó là vùng phong tỏa rồi. Nên mình đây mình không có nên đi đâu hết á. Thì đi nói cho cùng là sợ phát tán ra cộng đồng rồi để cho lây nhiễm những người khác. Để có thêm nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, huyện Long Điền tiếp tục kêu gọi các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ hàng hóa, lương thực, thực phẩm nhằm chia sẻ khó khăn với người dân nơi khu vực cách ly, phong tỏa, đồng thời động viên lực lượng tuyến tham gia phòng chống dịch nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.